Kính thưa quý vị, một tiết mục mở màn đầy màu sắc và xuân tươi đúng không ạ? Hôm nay đã là 26 Tết rồi phải không quý vị? Vậy là còn khoảng 3 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đón một cái Tết mới, một năm mới, năm 2023, xuân Quý Mão. Không biết là tất cả quý vị đã chuẩn bị gì cho gia đình của mình chưa ạ? Bây giờ thì khi mà Ngọc Thủy bước ra đường thì Ngọc Thủy thấy là các trung tâm thương mại khắp các đường phố là trang hoàng hoa mai, hoa đào, rồi nhà nhà người người cũng chuẩn bị đua nhau mà sắm Tết để chuẩn bị cho gia đình mình một cái Tết thật là ấm áp và sung túc. Và bản thân Ngọc Thủy cũng vậy, thưa quý vị, Ngọc Thủy đã chuẩn bị sẵn là củ kiệu nè, dưa hành nè, rồi chuẩn bị kho một nồi thịt kho, bánh chưng, bánh tét đầy nhà. Quý vị đã chuẩn bị gì chưa ạ? Ngọc Thủy tin chắc rằng quý vị đang ngồi trước mặt Thủy đây đang chuẩn bị để du ngoạn chợ hoa Tết Bình Điền đúng không ạ? Thì hồi chiều này Thủy đến để mà chạy chương trình đúng không quý vị? Thủy nhìn vào chợ hoa Tết, ôi thật sự là rất là hấp dẫn. Và Thủy thật sự rất là muốn vào ngay chợ hoa Tết để mà mua ngay cho gia đình mình những chậu hoa thật là đẹp để trưng trước nhà. Thật sự nhìn hoa là thấy Tết quý vị ạ, quá thật là rất là tuyệt vời. Và Ngọc Thủy hy vọng rằng năm nào chợ hoa Tết Bình Điền cũng sẽ sung túc, cũng sẽ rộn rã và nhộn nhịp. Và quý vị thân mến, người ta thường hay nói là đầu năm thì thường mong muốn những cái điều thật là mới mẻ, những cái điều thật là may mắn đúng không ạ? Ví dụ như là trời duyên, người ta hay nói là ra duyên anh cưới em đúng không ạ? Và ngay giờ đây thì thưa quý vị, một chương trình khá là đặc biệt thưa quý vị, một chương trình đến với tất cả quý vị. Ngay bây giờ đây là phần biểu diễn của danh hài Kiều Anh và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nhất với tiết mục Tân Cổ Giao Duyên được mang tên Tình Duyên Đầu Năm. Và xin quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng đến với tiết mục đặc biệt đầu năm này thưa quý vị. Ngọt quá đôi môi, dù anh nói thuyên quá, dù anh nói yêu em hoài. Mong cho đôi ta đẹp có duyên tình đầu năm, đón xuân mới hân hoan mọi nơi, đón xuân mới quê hương đẹp hơn, có lá hoa, có tiếng ca rộn ra. Chúc năm mới với ta giàu hơn, chúc năm mới tương lai rạng ngời, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Chúc năm mới quê ta giàu hơn, chúc năm mới tươi lai rạng ngời, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Phần vậy đó, tại anh lạnh ngắt hết trơn rồi. Mùa xuân năm nay anh đem tám mâm quà hỏi cưới và để rước em về làm dâu cho ba má anh và làm mẹ cho 10 đứa con và làm vợ của anh cho đời ta đẹp. Rồi xa em lỡ bước
yêu của anh thôi, đừng rời xa em nha. Lúc ấy trời đổ mưa giông làm lạc phương phai hồng, nghĩa tình đôi ta rời xa kết giao. Em nói không thành câu, em khóc như trời mưa ngâu, tiếng biệt người đi mà lòng như tan nát, nát cả tâm can đốt thời gian mà mình đã yêu nhau bao nhiêu chuyện đời mơ. Anh ơi đừng xa nhau nữa, em ấy là vợ hiền, em sẽ là mẹ yêu của những đứa con mà mình sinh ra đi tiếp nối những ước mơ, là chúng ta cùng bà con làm cho làng hoa vàng tỏ tim rực rỡ khi xuân. Đoàn Đại Dương với một tiết mục thật là duyên dáng và dễ thương, thưa quý vị.